Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương của Đài truyền thanh truyền hình Bảo Lâm, phát sóng của Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trang địa phương hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phóng sự, hiệu quả từ chương trình chuyển đổi giống cây trồng từ xã Lộc Nam. Tiếp đến là phóng sự, xã Lộc Đức hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững. Sau cùng là phóng sự, công ty nhôm Lâm Đồng với công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Những năm gần đây, giá các loại nông sản chủ lực của huyện Bộ Lâm như cà phê, tiêu liên tục đi xuống, khiến cho thu nhập của người nông dân bị giảm đi rất nhiều. Nhiều hộ rơi vào cảnh lao đao. Trước bối cảnh đó, một số hộ dân trên địa bàn huyện đã táo bạo chuyển đổi các giống cây này sang giống cây ăn trái để tìm cơ hội phát triển trên vùng đất cao nguyên. Gia đình ông Mai Hồng Sơn, thôn Năm xã Lộc An, trước đây có 3 hecta trồng cà phê, nguồn thu nhập chính cho gia đình ông. Nhưng do đã canh tác lâu năm nên đã già cỗi, năng suất thấp, cộng với giá cà phê giảm nên nguồn thu nhập bị sụt giảm nghiêm trọng. Một lần tình cờ được một người thân ở Bình Phước nói về hiệu quả kinh tế khi trồng các loại cây ăn trái. Ông đã lặng lội tìm đến và một sở thị vườn cây ăn trái đang cho thu hoạch tại Bình Phước. Từ đó, ông trở về nhà và bàn với gia đình quyết định phá bỏ 2 hecta cà phê để trồng cây trái. Khi được sự thống nhất của gia đình, ông đã tận xuống miền Tây để mua các giống cây trái để về trồng với số vốn 18 triệu đồng. Khi ông phá bỏ cà phê trồng các loại cây trái, nhiều người cho rằng ông quá mạo hiểm vì cho rằng vùng đất này không thích hợp để trồng cây trái. Nhân đất không phụ lòng người, sau hơn 2 năm trồng trên vùng đất mới, những giống cây ăn trái mà ông đã trồng hiện đã sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện tại, ông đang có khoảng 3.000 gốc cây ăn trái các loại như cam sành, quýt đường, bưởi da xanh, nhiều cây đã cho ra trái bói. Để chăm sóc những giống cây mới này, ông Sơn không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè và tự nghiên cứu để chăm sóc vườn cây ăn trái của mình. Theo ông, khi chăm sóc cần xem biểu hiện của cây qua cành, lá, thân, vân vân phát hiện cây thiếu chất gì để kịp thời bổ sung. Ưu điểm của các loại cây này là ra trái quanh năm nếu được chăm sóc tốt. Mình làm cà phê thì từ hồi xưa đến giờ thì thì cà phê thì đương nhiên là mình dễ làm rồi. Còn cái này nếu mà mà làm quen như người ta thì người ta khéo khi đơn giản hơn mình làm cà phê. Có điều là mình mới làm thì cũng vừa làm mà học thì thấy nó cũng mới đầu thì đúng là vất vả. Thỉnh thoảng này cũng phải đi học vậy rồi bắt đầu là người ta chỉ rồi mình về mình làm áp dụng về nhà mình mình làm trước thì cũng chưa chưa nắm bắt được về kỹ thuật thì mình hay là sử dụng cái thuốc hóa học từ hồi cũng có người người ta cũng chỉ cho mình là mình sử dụng mấy cái thuốc sinh học á về mình làm thì thấy nó cũng là thấy cũng hiệu quả còn chủ yếu là trích hút thôi chứ còn cũng không có ngoài ngoài ra thì cũng không có cái gì là là nó khó khăn gì cả để thuận tiện cho việc chăm sóc, ông còn đầu tư hệ thống tưới bét cho cả khu vườn với số tiền hơn 50 triệu đồng, vì nhu cầu nước của cây ăn trái là rất lớn. Nhìn thấy vườn cam quýt triệu quả căng mọng nước lung lẳng trên cành, ông Sơn càng quyết tâm hơn trong việc đưa giống cây trồng mới này phát triển trên vùng đất mới và muốn chuyển đổi toàn bộ diện tích cà phê còn lại sang trồng cây ăn trái. Trong 3 năm trở lại đây, trên địa bàn xã An đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như trồng hoa đồng tiền trong nhà kính, trồng lan rừng, bơ, vân vân. Nhưng đa số các mô hình sản xuất này đều phát triển theo tính tự phát, chưa có sự liên kết về đầu ra của sản phẩm cũng như chứng nhận của các cơ quan chức năng. Bước đầu thì mô hình này là phát huy được hiệu quả của nó, nhưng mà để mà đi sâu vào tính ổn định thì thứ nhất là các hộ chăn nuôi các hộ trồng trọt nên thứ nhất là xu hướng sạch tức là theo hướng việt gáp trong để và sử dụng các chế phẩm sinh học theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng hiệu quả của cây trào đồng thời thì chúng ta phải nhiều các hộ trồng trọt với nhau như vụ như chỗ anh sơn này liên hết với các hộ như trồng cam trong một vùng để tạo thành cái chuỗi liên kết lúc đó thì mình sẽ được một sản phẩm lớn và sẽ chứng nhận việt gáp thì đầu ra ta ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con. Về phía cơ quan chức năng nhà nước cũng có những cái định hướng cho bà con rồi giúp cho bà con về chứng nhận việt gáp rồi thúc đẩy đầu ra cho bà con thì từ đó hiệu quả kinh tế sẽ cao và đồng thời có thể sau này Lộc An hay là Bảo Lâm sẽ là những vùng chuyên canh về cây ăn trái để tạo điều kiện phát triển kinh tế tốt hơn cho địa phương mạnh dạng đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chủ động và tích cực học hỏi kinh nghiệm để áp dụng thực tiễn, đang mang lại những hiệu quả thiết thực cho nhiều hộ dân tại Sa Lộc An. Đây là những mô hình hay đáng để nhân rộng trong bối cảnh ngành nông nghiệp ở địa phương còn nhiều bấp bênh như hiện nay. Với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi, nông dân Sao Lộc Đức đang hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Do vậy, trong trồng trọt, nông dân sau đức huyện Bảo Lâm đã lựa chọn sản xuất theo hướng đa cây để mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định trên một đơn vị diện tích. Và thực tế đã minh chứng cho hướng đi đúng đắn này. Với diện tích gần 2 hecta đất sản xuất nông nghiệp, cách đây hơn 4 năm, gia đình ông Nguyễn Duy Toàn tại thôn Đức Giang 1, xã Lộc Đức chỉ độc canh cây cà phê. Từ những kiến thức sản xuất nông nghiệp, ông Toàn tích lũy được. Năng suất cà phê của gia đình ông luôn đạt trên 4 tấn 1 hectare năng suất cà phê cao cộng với giá cả ổn định, mức thu nhập hàng năm từ cà phê của gia đình ông Toàn đạt 250 triệu đồng. Để có thể phát triển, ổn định và làm giàu từ nông nghiệp, năm 2013, ông Toàn đã mạnh dạn đầu tư trồng sen canh cây bơ và sầu riêng vào diện tích cà phê. Với việc trồng sen này, mỗi gốc cây ăn quả, ông Toàn phải đánh đổi mất 4 gốc cây cà phê. Ban đầu, sự đánh đổi như vậy cũng là một núi tiếc, nhưng chỉ sau 3 năm, những giống cây ăn quả đã cho ông Toàn một niềm tin vào sự thành công và hướng đi đúng đắn trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Từ việc trồng sen như vậy, trong 3 năm qua, các loại cây trồng trong vườn của gia đình ông Nguyễn Duy Toàn cho thu nhập khá cao. Đối với cây cà phê, năng suất có giảm đi. Không đáng kể, nhưng bù lại cây ăn trái như bơ sầu riêng mỗi năm cho gia đình ông Toàn thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Tính cả thu nhập từ cà phê, mỗi năm gia đình ông Nguyễn Duy Toàn thu trên 500 triệu đồng thu nhập cao nhưng việc đầu tư chăm sóc các loại cây cũng rất thuận lợi. À, về năng suất thì eh, nếu như mà tính tính chuẩn trại thì nó lại là không ảnh hưởng. Nhưng mà tính như nó phải tăng thêm phân. Ví dụ như là bây giờ xung quanh cây bơ của tôi là phải chặt đi bốn cây cà phê. À, là phải chặt bốn cây cà phê. Thế thì như vậy là nhưng mà cái cái số mà đầu tư cho cái bốn cây cà phê này thì tôi lại đầu tư cho những cây cà phê khác và đầu tư cho cây bơ thì như vậy sản lượng nó không có không có kém chi phí thì nó cũng nhiều khoản thôi không cộng nhưng mà nếu cái giá này ý, thì có cà phê cũng chỉ dư được độ 40 triệu một một mẫu cà phê rồi và nhưng mà có bơ vào thì nào lại được nhiều hơn tức là như vậy riêng bơ nó cũng đã bằng tiền cà phê rồi xã lộc đức có trên 2.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp hai cây trồng chủ lực là trà và cà phê lâu nay vẫn được nông dân trong xã chú trọng đầu tư tuy nhiên để làm giàu từ nông nghiệp Nông dân trong xã đã mạnh dạn chuyển đổi và áp dụng các mô hình sản xuất mới mang tính bền vững. Ngoài việc trồng xen canh các loại cây ăn quả, cây hồ tiêu vào diện tích cây chè, cây cà phê, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi một phần sang trồng rau hoa. Do vậy, sản xuất nông nghiệp của xã Lộc Đức trong những năm qua được đánh giá là khá bền vững và cho thu nhập ổn định. Hiện nay là trong cây chủ lực nhất của xã Lộc Đức là cây cà phê và cây chè nhưng mà ngoài hai cây chủ lực này ra thì mấy năm về đây là các mô hình là trồng các loại cây trồng sen ví dụ như là cây, cây, bơ trồng sen cà phê hoặc là cây sầu riêng trồng sen trong cà phê thì mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao và cũng là 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 là, là nhiều nông dân là cũng là làm giàu lên từ cây bơ và cây sầu riêng trong giai đoạn hiện nay mang tính chất bền vững lâu dài thì là cũng chưa dám khẳng định mà tôi cũng khuyến cáo nông dân là cũng không nên là ồ ạt về trồng thấy giá cả nó cao mà mình trồng phá cà phê đi để trồng các loại cây như là bơ rồi là sầu riêng mà trồng ồ ạt mà mình mang tính chất là trồng sen canh à, nếu mà cây cà phê mà nó mất giá thì là được cây bơ hoặc là một vài năm nữa cái lượng bơ nó nhiều hoặc là chiều dương nó nhiều đi thì là giá cả nó sẽ hạ thì là cái cây, cây chủ lực của mình là vẫn cốt lõi vẫn là cây cà phê do đó cũng không khuyến cáo hội viên nông dân là cũng không nên là phá đi cà phê đi hoặc là phá chè đi để trồng riêng vào một loại cây sản xuất nông nghiệp hiện nay cũng đang đứng trước những khó khăn thách thức bằng chứng là giá cả một số mặt hàng nông nghiệp thời gian qua không ổn định, đầu ra cho sản phẩm và giá cả xuống thấp. Nhiều nông dân bị thu thiệt do độc canh và trồng cây chạy theo giá cả thị trường. Với mô hình đa cây mà nông dân xã Lộc Đức đang áp dụng sẽ góp thêm những kinh nghiệm cho bà con nông dân trong huyện Bảo Lâm. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, bên cạnh việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Nhôm Lâm Đồng luôn chú trọng đến công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng hiện có 14 phân xưởng sản xuất và một đơn vị chi nhánh là xí nghiệp bao bì Đồng Nai. Toàn công ty có tổng số hơn 1.600 lao động. Số lao động đông, môi trường làm việc luôn đối mặt với nhiều rủi ro tai nạn, do đó công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ hàng đầu luôn được công ty chú trọng thực hiện trong những năm qua công ty đã duy trì kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động hàng quý theo quy định sau mỗi đợt kiểm tra các bộ phận đều có báo cáo kết quả chỉ rõ những tồn tại kiến nghị cách khắc phục đối với công tác kỹ thuật an toàn cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động toàn công ty đã triển khai nhiều phương án như che chắn các thiết bị truyền động hở, làm mới lan can, sàn thao tác khu vực tuyển khoáng, xây rào cách ly khu vực sản xuất có khí co, đo kiểm các nguồn phóng xạ, lắp đặt bộ dụng cụ sơ cấp cứu khẩn cấp khi bị phóng hóa chất. Do đặc thù sản xuất tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ và mất an toàn lao động, nhất là tại các phân xưởng đặc thù như khí hóa thang và nhiệt điện, nên ban giám đốc công ty thường xuyên phối hợp với các phân xưởng thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ rất nghiêm túc. Hàng quý tại các phương xưởng đều có diễn tập phòng chống cháy nổ nên người lao động rút được nhiều kinh nghiệm trong công tác chữa cháy và sử dụng các thiết bị đạt hiệu quả cao. Trao đổi với chúng tôi, ông Tường Thế Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng cho biết, trong năm 2018, công ty đã sản xuất hơn 1,7 triệu tấn quảng bô nguyên khai và gần 334.000 tấn alumin để thực hiện tốt các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đề ra thì công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ luôn được công ty chú trọng thực hiện các phân xưởng sản xuất đều phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn trước khi phân công nhiệm vụ các phòng ban tích cực kiểm tra kiểm soát hiện trường lao động rà soát các quy trình công nghệ để có biện pháp xử lý khắc phục triệt để các nguy cơ gây mất an toàn cảnh báo kịp thời cho người lao động Đồng thời, các phân xưởng cần nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chỉ huy sản xuất, quản lý phân xưởng và mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Đối với các phân xưởng sản xuất trong công ty, cán bộ chỉ huy phải kiểm soát chặt chẽ từ việc quản lý kỹ thuật đến việc vệ sinh lao động, quản lý con người trong từng ca, từng vị trí để kịp thời ngăn ngừa những nguy cơ và xử lý những nguy hiểm gây mất an toàn công ty cũng đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy với 340 người để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Thường xuyên phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 3, Công an tỉnh Lâm Đồng để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, lao động trong công ty. Qua tình hình diễn biến về cháy lộ trong năm qua, trong những năm qua, mà đặc biệt là cuối năm 2017 cho đến thời điểm này của 2018 thì chúng ta cũng thấy rằng là có rất nhiều những cái vụ cháy lớn ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất cũng như là tính mạng con người. Điều đó cũng cảnh báo cho công ty là phải quán triệt một cách rất nghiêm túc, rất bày bản cái công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo là an toàn cho cả con người và thiết bị. Đây là một cái tổ hợp rất lớn và những cái tổ hợp này có cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ. À, điều đó là uh, yêu cầu đối với anh em chúng tôi là phải tuyệt đối tuân thủ các cái quy định trình quy định về phòng chống cháy nổ và quán triệt về ý thức về tác phong cũng như là về thao tác cho cán bộ công nhân viên tạo ra một cái ý thức tốt cho cán bộ công nhân viên khi uh, phát hiện thấy những cái sự cố cháy nổ thì những cái phản ứng đó xuất phát từ những cái ý thức được rèn luyện và cái thứ hai ấy là cái tác phong cho cán bộ nhân viên ứng xử với những cái sự cố tương tự và cái thứ ba là kỹ năng. nhờ thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ mà trong thời gian qua công ty nhôm lâm đồng không để xảy ra sự cố lao động và tình trạng cháy nổ đảm bảo cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Quý vị và các bạn quý theo dõi sông trang địa phương của đài truyền thanh truyền hình Bảo Lâm, phát trên sóng của đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Thân ái chào tạm biệt